Hey, chào các bạn. Bài học hôm nay chúng ta sẽ đi đến một trong những dạng khó nhất trong phần thi IELTS Reading, đó là dạng ghép tiêu đề cho đoạn văn. Với dạng này, các bạn sẽ được cho sẵn một bài đọc gồm nhiều đoạn văn và một danh sách các tiêu đề. Nhiệm vụ của các bạn là cần đọc kỹ nội dung các đoạn văn trong bài và ghép đúng tiêu đề tương ứng. Lưu ý với dạng ghép tiêu đề đoạn văn này đó là thông thường sẽ có nhiều tiêu đề cho sẵn hơn so với cả số lượng đoạn văn trong bài đọc và lưu ý không được dùng một tiêu đề hơn một lần. Lưu ý thứ hai, thông tin để trả lời câu hỏi của dạng bài này không theo thứ tự từ đầu đến cuối. Với dạng bài này, mình đặc biệt lưu ý với các bạn, đó là để làm dạng bài này dễ dàng hơn thì các bạn nên để đến cuối cùng mới làm. Khi làm tất cả các câu hỏi khác, các bạn đã có cơ hội đọc lướt cả bài đọc, nắm được khái quát ý của từng đoạn văn rồi. Như vậy, khi quay trở lại làm dạng ghép tiêu đề này, các bạn sẽ đưa ra sự lựa chọn nhanh và chính xác hơn. Cũng như các dạng bài khác của phần thi IELTS Reading, nếu muốn đưa ra phương án trả lời chính xác, các bạn cần có một phương pháp cụ thể. Các bạn có thể xem trên kênh YouTube hoặc trên các kênh chương trình dạy học IELTS trên TV của các cao thủ đạt điểm IELTS Reading cao. Thì mọi người đều thấy là khi xem các cao thủ này giải bài tập thì mọi người thấy rất dễ. Tuy nhiên khi tự mình làm thì lại thấy rất khó. Đó là bởi vì khi giảng thì các cao thủ này không đưa ra một phương pháp làm cụ thể nào cả. Họ chỉ đơn giản là giải theo bản năng. Nghĩ gì thì họ làm vậy. Có thể bài này họ làm một kiểu, bài kia họ lại làm kiểu khác. Như vậy thì các bạn học sinh sẽ cực kỳ khó bắt chước và học theo được, đặc biệt là với những bạn trình độ tiếng Anh chưa tốt. Để làm các bài reading được đơn giản, chắc chắn nhất, các bạn cần có những phương pháp phân theo từng bước cụ thể. Ví dụ như ở đây, để giải quyết dạng bài này một cách đơn giản, gọn gàng nhất, thì mình chia ra cho các bạn làm trong 3 bước. Bước thứ nhất, các bạn đọc danh sách các tiêu đề cho sẵn trước. Nhớ là không đọc bài đọc trước mà mình sẽ đọc danh sách tiêu đề trước. Lưu ý là các bạn nhớ gạch các ví dụ đề bài đã làm sẵn, tránh trường hợp đề bài đã làm cho rồi mà mình vẫn làm lại, mất thời gian. Rất nhiều bạn không để ý khi đi thi, ngoài ra cũng là do trong phòng thi các bạn có thể bị rối nên vẫn làm lại cả câu đề bài đã làm cho rồi. Tiếp theo, khi đọc danh sách các tiêu đề thì các bạn nhớ gạch chân các cái keywords, các từ khóa trong tiêu đề để nắm được nội dung chính của từng tiêu đề. Sau khi đọc danh sách tiêu đề xong thì ở bước 2, các bạn mới đọc bài đọc. Thường là mình sẽ bắt đầu đọc từ đoạn văn ngắn nhất hoặc đoạn văn mình đã nắm được nhiều thông tin nhất trong bài đọc. Như trong slide trước, mình có lưu ý với các bạn là làm dạng ghép tiêu đề này sau các dạng khác như là true, false, not given là dạng điền vào chỗ trống. Sau khi đã làm xong các câu hỏi khác và nắm được tương đối thông tin của bài rồi, các bạn hãy chọn ra đoạn văn nào đã đọc và hiểu được nhiều thông tin nhất để ghép tiêu đề. Như vậy thì sẽ dễ hơn. Sau đó các bạn đọc tất cả nội dung của đoạn văn. Rất nhiều đoạn văn có nội dung chính ở giữa. Vì vậy, nhiều bạn chỉ đọc câu đầu tiên của đoạn văn và kết luận luôn đó là nội dung chính của đoạn văn thì sẽ bị sai ngay. Các bạn không chỉ đọc câu đầu, câu cuối được mà chúng ta phải đọc tất cả nội dung của đoạn văn. Ở bước thứ 3 là đối chiếu lại với danh sách các tiêu đề để ghép tiêu đề cho đúng. Tức là ở bước 1 mình đọc danh sách các tiêu đề trước, gạch chân các từ khóa, sau đó mình đọc nội dung các đoạn văn và đọc đến đoạn văn nào, các bạn đối chiếu với tất cả các tiêu đề để ghép luôn. Ở phần đối chiếu này, các bạn sẽ nhận biết các từ đồng nghĩa giữa tiêu đề với các đoạn văn trong bài đọc. Thường là các từ trong tiêu đề sẽ được paraphrase lại trong passage, tức là khi đọc và gạch chân các từ khóa trong tiêu đề rồi, chúng ta sẽ tìm trong bài đọc các từ có thể không giống hệt nhưng nghĩa tương tự, tức là các từ này đã được paraphrase lại. Sau đó chúng ta so sánh các từ khóa đã được gạch chân ở tiêu đề với các từ khóa đã được paraphrase lại trong passage xem có khớp không. Nếu bạn nghĩ có hai tiêu đề phù hợp với một đoạn văn thì bạn nên đánh dấu cả hai và sau đó quay lại sau. Các bạn hãy gạch bỏ các đáp án đã được lựa chọn. Nhớ là đừng tốn quá nhiều thời gian cho một câu. Nếu chưa quyết định được câu trả lời chính xác, đơn giản là bỏ qua, tiếp tục sang đoạn văn khác trước. Các bạn có ví dụ một đề thi trong bộ Cambridge IELTS 10 như thế này. Phần bài tập này thuộc Passage 1, Test 3. Các bạn có một bài đọc gồm 5 đoạn văn được đánh chữ cái ABCDE như thế này. Questions 1 to 4. Reading passage 1 has 5 paragraphs A to E. Choose the correct heading for paragraphs B to E from the lists of headings below. List of headings. 1. Economic and social significance of tourism. 2. The development of mass tourism. 3. Travel for the wealthy. 4. Earning foreign exchange through tourism. 5. Difficulty in recognizing the economic effects of tourism. 6. The contribution of air travel to tourism. 7. The world impact of tourism. 8. The history of travel. Example answer. Paragraph A. 8. Rồi,
về phần câu hỏi, các bạn có dạng câu hỏi ghép tiêu đề ở đây. Các bạn thấy là ở đây người ta cho 5 đoạn văn và đến 8 tiêu đề, tức là số lượng tiêu đề cho sẵn nhiều hơn so với cả số lượng đoạn văn trong bài đọc. Ở đây thì như mình có lưu ý là đoạn A được ghép với tiêu đề 8 rồi. Các bạn nhớ gạch đi khi làm để tránh trường hợp quên mất lại làm lại. Giờ mình muốn các bạn hãy dừng video lại. Tương tự như các bài đọc trước, các bạn hãy thử áp dụng 3 bước mình vừa trình bày ở slide trước. Tự áp dụng giải thử đề thi này xem. Ok, các bạn dừng video lại và làm nhé. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu áp dụng 3 bước ở trên để làm bài này. Tiếp theo mình sẽ trình bày cụ thể từng bước mình sẽ làm và áp dụng vào bài tập thực tế như thế nào để các bạn dễ hình dung. Ở bước thứ nhất, các bạn đọc danh sách các tiêu đề cho sẵn trước, gạch chân các từ khóa trong tiêu đề để nắm được nội dung chính của từng tiêu đề. Ở đây, ta có thể đoán qua nghĩa của các tiêu đề. Các bạn lưu ý là thời điểm hiện tại mình chưa đọc bài đọc, tức là mình chưa có ngữ cảnh, nên có thể là ta hiểu nghĩa của từng tiêu đề chưa được chính xác lắm. Không có vấn đề gì cả, các bạn cứ đoán thoải mái. Tí nữa đọc bài đọc thì ta sẽ hiểu chính xác nghĩa của các tiêu đề hơn. Tiêu đề thứ nhất, ý nghĩa kinh tế và xã hội của ngành du lịch. Thứ hai, sự phát triển của du lịch đại trà. Thứ ba, du lịch cho sự giàu có. Thứ tư, kiếm ngoại hối thông qua du lịch. Thứ năm, khó khăn trong việc nhận ra những ảnh hưởng kinh tế của du lịch. Thứ sáu, đóng góp của du lịch hàng không trong du lịch. Thứ bảy, ảnh hưởng thế giới của du lịch. Thứ tám là ví dụ đề bài đã làm rồi, mình không cần quan tâm nữa. Các bạn thấy là mình có gạch chân một số từ quan trọng ở đây. Sau khi đọc danh sách tiêu đề xong thì ở bước 2 chúng ta đọc bài đọc. Các bạn thấy là trong các đoạn văn thì đoạn B là đoạn có vẻ ngắn nhất, do vậy ta sẽ đọc nội dung đoạn B trước. Trong đoạn này, lịch sử phát triển của ngành công nghiệp đã bắt đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp với sự ra đời của du lịch đại trà tại Anh. Tác giả sau đó chỉ ra rằng việc tạo ra ngành công nghiệp hàng không thương mại và sự phát triển của máy bay phản lực đánh dấu sự tăng trưởng nhanh chóng của du lịch quốc tế, dẫn đến sự phát triển của một ngành công nghiệp mới lớn mạnh, ngành du lịch. Vì vậy, ý chính của đoạn B là du lịch đại trà phát triển như thế nào. Sau khi đọc nội dung của cả đoạn văn rồi, các bạn chuyển sang bước 3, ta lần lượt đối chiếu lại với danh sách các tiêu đề để ghép tiêu đề cho đúng. Ở đây thực ra khi đọc đoạn văn, ta thấy có một số từ khóa giống với các từ khóa trong tiêu đề ở mục số 2. Mình đã để cùng màu các từ này, các bạn có thể quan sát. Do vậy là ta nghiêng về đáp án là tiêu đề thứ 2. Nói chung là tiêu đề nào có nhiều từ được paraphrase lại cho đoạn văn thì khả năng mình sẽ ghép với tiêu đề đó. Phân tích về nghĩa thì mình cũng thấy là ý chính nó nói về du lịch đại trà phát triển như thế nào rồi. Tuy nhiên để chắc chắn, hãy thử xem xét các tiêu đề còn lại. Tiêu đề thứ nhất, ý nghĩa kinh tế và xã hội của ngành du lịch, đoạn văn không đề cập đến. Thứ hai, sự phát triển của du lịch đại trà, đây là tiêu đề mình nghĩ là đáp án rồi. Tiêu đề thứ ba, du lịch cho sự giàu có, không có thông tin trong đoạn văn. Thứ tư, kiếm ngoại hối thông qua du lịch, đoạn văn này không có thông tin gì về ngoại hối cả. Thứ năm, khó khăn trong việc nhận ra những ảnh hưởng kinh tế của du lịch, không có. Thứ sáu, đóng góp của du lịch hàng không trong du lịch, không phải. Thứ bảy, ảnh hưởng thế giới của du lịch, không. Vậy mình kết luận đáp án là tiêu đề thứ hai, sự phát triển của du lịch đại trà. Các bạn thấy là khi mình theo 3 bước như vậy thì mình làm bài sẽ rất chắc chắn và không sợ sai. Các bạn yên tâm là khi các bạn đã luyện làm bài theo 3 bước này quen rồi thì mình sẽ làm rất nhanh. Ở đây là bởi vì mình phân tích giải thích cặn kẽ cho các bạn nên có thể một số bạn thấy hơi mất thời gian. Nhưng thực tế là khi làm quen rồi sẽ nhanh hơn nhiều. Ok, tiếp theo ta lại áp dụng 3 bước trên để đưa ra câu trả lời với đoạn văn C. Các bạn hãy dừng video lại, thử tự áp dụng như cách mình đưa ra câu trả lời với đoạn văn B vừa rồi nhé. Các bạn hãy thử tự làm trước đã. Các bạn dừng video lại nhé. Ok, tiếp theo ta lại áp dụng 3 bước trên để đưa ra câu trả lời với đoạn văn C. Các bạn ghi chú lại tiêu đề thứ 2 mình đã ghép cho đoạn văn B rồi, thì đoạn văn C mình chỉ cần đối chiếu ghép với các tiêu đề còn lại thôi. Ta đọc nội dung của đoạn văn. Câu đầu tiên của đoạn C cũng là ý chính của đoạn này. Du lịch ngày nay đã phát triển đáng kể trong cả tầm quan trọng của kinh tế và xã hội. Sau đó tác giả đưa ra nhiều ví dụ và các dữ kiện để chứng minh rằng ngành du lịch là nhân tố đóng góp cho công nghiệp hàng đầu thế giới. Theo sau là một kết luận. Du lịch có tác động sâu sắc cả về kinh tế thế giới và do ảnh hưởng mang tính giáo dục của du lịch và những tác động về việc làm, về xã hội riêng của nó. Tương tự như đoạn văn B, các bạn để ý là trong đoạn văn C này, mình cũng bôi cùng màu các cặp từ đồng nghĩa. Các bạn thấy là những từ mang nghĩa kinh tế và xã hội chỉ duy nhất tiêu đề đầu tiên là có thôi, các tiêu đề còn lại không có. Ngoài ra khi đọc nội dung chung của đoạn văn này, ta cũng thấy đoạn này nhấn mạnh tầm quan trọng của ngành du lịch trong lĩnh vực kinh tế và xã hội. Do vậy ta nghiêng về đáp án là tiêu đề đầu tiên. Hãy thử xem xét các tiêu đề còn lại. Tiêu đề thứ hai không cần đối chiếu bởi vì ghép cho đoạn văn B rồi. Tiêu đề thứ ba, du lịch cho sự giàu có, không có thông tin trong đoạn văn.
Tiêu đề thứ tư, kiếm ngoại hối thông qua du lịch, không có thông tin gì về ngoại hối ở đây cả. Thứ năm, khó khăn trong việc nhận ra những ảnh hưởng kinh tế của du lịch, không có. Thứ sáu, đóng góp của du lịch hàng không trong du lịch, không phải. Thứ bảy, ảnh hưởng thế giới của du lịch, không. Vậy mình kết luận đáp án là tiêu đề thứ nhất, ý nghĩa kinh tế và xã hội của ngành du lịch. Các bạn thấy là để ghép được tiêu đề đúng cho đoạn văn có mấy lưu ý. Thứ nhất, các bạn cần đọc nội dung của cả đoạn văn. Với đoạn văn C này thì ý chính nằm trong câu đầu tiên của đoạn văn. Tuy nhiên với các đoạn văn khác, có thể nội dung nó nằm ở giữa hoặc nằm ở câu cuối. Do vậy muốn biết được ý chính của cả đoạn văn, các bạn cần đọc hết nội dung cả đoạn. Thứ hai, khi đọc đoạn văn bên cạnh việc đọc để hiểu ý nghĩa của đoạn văn, các bạn cần để ý đến các từ khóa trong tiêu đề đã được paraphrase lại trong đoạn văn. Việc để ý như vậy giúp cho chúng ta nhận ra tiêu đề đúng nhanh hơn rất nhiều. Thứ ba, một số bạn nhắn là đọc đoạn văn hoàn toàn không thể hiểu ý nghĩa của nó. Thì như mình có nói, reading thì dù sao nếu các bạn muốn điểm cao thì từ vựng của các bạn phải đủ tốt, đặc biệt là với dạng ghép tiêu đề. Muốn ghép chính xác thì đọc đoạn văn các bạn phải hiểu ít nhất là tầm khoảng 70% đến 80%. Cho nên ở bước ghép tiêu đề này, nếu các bạn đọc đoạn văn mà không hiểu một tí gì thì các bạn nên tập trung nâng cao từ vựng trước khi bắt đầu làm đề thi. Ok, tiếp theo ta lại áp dụng 3 bước trên để đưa ra câu trả lời với đoạn văn D. Công việc bây giờ đơn giản hơn nhiều rồi vì số tiêu đề cần đối chiếu ít hơn. Tương tự như các câu trước, các bạn hãy dừng video lại thử tự áp dụng đưa ra câu trả lời. Các bạn dừng video lại nhé. Rồi, ta cùng làm đoạn văn D. Câu đầu tiên của đoạn D cũng là ý chính của nó. Tuy nhiên, những vấn đề lớn của ngành công nghiệp du lịch là sự đa dạng và sự phân mảnh của ngành công nghiệp mà ở đó do tác động kinh tế nó bị che giấu hay ẩn khuất. Điều này có nghĩa là có một sự khó khăn trong việc nhận ra các tác động của ngành du lịch đến nền kinh tế bởi vì nó đa dạng và bị chia thành nhiều phần. Ví dụ không giống như các nhà máy công nghiệp. Tương tự như đoạn văn B và C, mình cũng bôi cùng màu các cặp từ đồng nghĩa ở đoạn văn này. Các bạn thấy đặc biệt là từ ảnh hưởng kinh tế chỉ có ở tiêu đề thứ 5 thôi. Các từ như ẩn khuất hay che giấu cũng mang ý nghĩa là khó khăn khi nhận ra những tác động kinh tế của du lịch. Như vậy, khi đọc nội dung của đoạn văn kết hợp việc tìm các từ khóa được paraphrase lại ở tiêu đề và cố gắng hiểu ý chính của đoạn văn, ta có thể đoán được đáp án là tiêu đề thứ 5 rồi. Hãy thử xem xét các tiêu đề còn lại. Tiêu đề 1, 2 bỏ qua vì đã làm rồi. Tiêu đề thứ 3, du lịch cho sự giàu có, không có thông tin nào trong đoạn văn. Thứ 4, kiếm ngoại hối thông qua du lịch, không có thông tin gì về ngoại hối ở đây cả. Thứ 6, đóng góp của du lịch hàng không trong du lịch, không phải. Thứ 7, ảnh hưởng thế giới của du lịch, không. Vậy mình kết luận đáp án là tiêu đề thứ 5, khó khăn trong việc nhận ra những ảnh hưởng kinh tế của du lịch. Chỉ còn một đoạn văn cần ghép tiêu đề nữa thôi. Đến đoạn văn này, các bạn đã quen hơn với cách phân tích của mình rồi đúng không? Các bạn lại dừng video lại và thử tự ghép nhé. Rồi, ta cùng làm câu cuối cho đoạn văn E. Trong đoạn E, tác giả lập luận rằng một khi một tỉnh đặc thù nào đó phát triển giàu nhờ du lịch thì ngành này sẽ trở nên đại chúng hơn. Ngành du lịch đã trở thành hàng hóa lớn nhất trong thương mại quốc tế của nhiều quốc gia. Điều này có nghĩa là du lịch và ngành du lịch có một tác động sâu sắc đến nhiều nước trên thế giới. Tương tự như 3 đoạn văn trước, các cặp từ đồng nghĩa giúp ta dự đoán là khả năng tiêu đề thứ 7 vì đoạn văn chứa nhiều từ đồng nghĩa với các từ paraphrase ở câu 7. Đối chiếu với các tiêu đề còn lại, tiêu đề 1, 2, 5 bỏ qua vì đã làm rồi. Tiêu đề thứ 3, du lịch cho sự giàu có, không có thông tin trong đoạn văn. Thứ 4, kiếm ngoại hối thông qua du lịch, không có thông tin gì về ngoại hối ở đây cả. Thứ 6, đóng góp của du lịch hàng không trong du lịch, không phải. Vậy mình kết luận đáp án là tiêu đề thứ 7, ảnh hưởng thế giới của du lịch. Kết thúc bài học hôm nay, các bạn lại tiếp tục tìm tất cả các dạng liên quan đến ghép tiêu đề và luyện tập làm theo 3 bước mình hướng dẫn ở trên. Chúc các bạn học tốt. Hẹn gặp lại các bạn ở các bài học sau.